mà khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt lại hết á. Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một lô mai mini nha anh em. Hàng cây này là em đã thuần chậu sống khỏe rồi. Anh em về mình chỉ ghép thôi, giá rẻ luôn nha. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Ba cây như thế này 500.000 nè. Đó, về mình tập chơi tập ghép là cũng được nha anh em. Cây sống khỏe hết trơn ha. Rồi để em vô cây đầu tiên nha. Đó, xuống cây. Cây mã số đầu tiên. Cây này là cây mã số là X nha anh em. X1 ha. Cây này là mai tứ quý nha, đế thú luôn nha anh em, rất là đẹp ha. Đó. Cây rất là khéo cây. Nhỏ nhưng mà khéo ha. Hoành là 15. Chiều cao là 20. Đó. Anh em mình về mình thay cái chậu mới vô là mình chơi được rồi. Mình gắn trên đây nè. Mỗi đầu một bo ha. Đó, em chừa cho anh em mình về mình ghép ha. Ở đây thì chi nè, anh em mình nuôi lớn tí xíu nữa anh em mình ghép vô bo nữa ha. Đó. Rồi, cây mã số X1. Cây này em xin giao lưu với anh em mình cũng đồng giá luôn là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em mình ha. Hôm nay em giao lưu với anh em mình là đồng giá 500.000 hết nha anh em. Bao ship luôn. Tiếp theo. Tiếp theo là tới lô 3 cây ha. Đó, hàng này là tương đối ngang ngang với nhau không nha anh em. Nó đồng đồng với nhau lắm. Đó, đẹp xấu có đủ nha. Đó, em lựa cho anh em mình. Em đo cái cây ở giữa ha. Em đảo cho anh em nè. 15. Chiều cao tới mặt cắt là 17 ha. Đó. Thì nói chung hoành của nó là từ 13 cho tới 15 á anh em. Ba cây này nè. Cao thì khoảng 17. Cây đâm chồi sống khỏe hết trơn nha anh em. Đó, em không có thời gian ghép thành ra em chia sẻ lại với anh em mình. Thì anh em nào mà lấy số lượng á mà ở khu vực miền Tây á, em ở Cần Thơ á thì liên hệ em giá rẻ luôn. Đó, em còn khoảng cũng dưới 100 cây à. Đó, giao lưu với anh em mình để về anh em mình ghép nha. Rồi, ba cây X2 này. Cặp 3 nha, bộ 3 X2. 500.000 luôn nha anh em, bao ship toàn quốc luôn. Đó, X2 500.000. X3. Đó, hôm nay xả là đồng giá luôn nha anh em. Có cây giữa này khá là to nè anh em. Đế cũng đẹp nè ha. À, đế cái cổng làng luôn. Đó, hai chân dài. Đẹp cây ha. 15 hoành. Chiều cao là 32. Đó, mấy cây này thì cũng tầm coi coi từ 13 tới 15 đó anh em. Cây giữa này không là lấy vốn rồi. Đó, về mình tập ghép đồ chơi cũng được ha. Rồi, X2 này cũng đồng giá luôn anh em ơi, 500.000. X3 đồng giá cũng 500.000 luôn ha. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Này em xả em rút vốn lại nha anh em. 500.000 đồng giá luôn. Tiếp theo là X4. À, hai cây bìa khá là to nha. Cây giữa thì nó lắc quái nè anh em. Cây cũng đâm chồi sống khỏe hết trơn ha anh em. Đó. Về anh em mình chỉ cần cấy bo vô mình ghép thôi anh em ơi. Rồi để em đo hào hào cho anh em ha. Cây giữa nè. Cây giữa này là 11 hoành nè. Cây bìa bên đây ha là 17 hoành nha anh em. Chiều cao là 22. Đó. Này anh em về là mình nuôi cho cái thợt nó bự lên tí xíu nữa ha. Về là mình cấy bo vô là nó dính thôi anh em ơi. À, như cái thợt này là dính rồi nè. Bự hơn đầu đũa ăn của mình á. Đó. Đó, cây này đế cũng đẹp nè anh em. Rồi, X4. X4 này em cũng giao lưu với anh em mình 500.000 luôn anh em ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha.
Tiếp theo X5 đó, cây bìa bên đây khá là đẹp nè anh em. Anh em mình chơi dạng bonsai mini á, cây này cực kỳ đẹp ha, được thân đẹp, đế đẹp luôn nè. Chi cành là đâm đều hết trơn rồi nè, về cho anh em mình ghép đồ ok ha. Đó, để em đo thơ hào hảo cho anh em mình. 15 quanh, chiều cao là 14 nha anh em. Cây bên đây rất là đẹp nha. Một cây một là anh em mình lấy vốn rồi anh em ơi. Rồi cây X5, phải X5 không ta? X5. Rồi bộ 3 X5 này cũng 500 ngàn luôn anh em ơi, bao ship cho anh em chơi luôn, họ xả đồng giá luôn. À, xả lô này nhập lô lớn về bán cho anh em mình chơi. À, chứ lô nhỏ này không có thời gian chăm anh em ơi. Cây này lắc đẹp ha. À, cây này thì cái cổng làng nè anh em. Mỗi cây có một đặc điểm khác nhau ha. 13 quanh, chiều cao là 23 ha. Cây này khá là to nè, 14 quanh. Đó. Ba cây này nó xứng nhau lắm đó anh em. Rồi. X6 cũng 500 ngàn luôn anh em ơi. Đó, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, hôm nay đồng giá 500 hết nha anh em. Liên hệ trực tiếp em ha. Đó, để anh em mình thương lượng giá cả nha. Rồi X7, ba cây này khá là lực anh em ơi. To to không nè, lùng lực luôn. Cây này đế ok nè anh em. Đế ba cạnh nở nè. Đó. Rồi, em đo cây giữa ưu tiên nha anh em. Đó. 14 quanh. Chiều cao 15 ha. Rồi em đo hạo lại cây này cho anh em mình tham khảo. 18 quanh. Đó. Đó, anh em mình xem kỹ ha. Cây đâm chồi sống khỏe là hết trơn rồi nha anh em. Đó, đâm chồi rất là mạnh. Rồi X7 nè em xin giao lưu với anh em mình cũng 500 ngàn luôn nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. X8, hai cây dán siêu, một cây dán trực nha anh em. Đó, đâm trời rất là mạnh. Thì clip này em chỉ quay có 9 thôi, tới số 9 thôi. Đó, mùng 9 quay 9 cây giao lưu với anh em mình. Quên đo cây giữa. 13 quanh. Chiều cao là 17 nha. Đó, cặp X8 nha anh em, ba cây ha. X8, ba cây này cũng giao lưu đồng giá 500 luôn anh em ơi, bao ship nữa anh em. Đó, bán này em bán rút vốn luôn đó anh em ơi. XM, cây này cũng khá đẹp ha, đế đều nè. Cây này thì nó với cái dáng nó hơi thú nè anh em, nó nằm công chữ C nè. Đó, rồi em đo cây giữa cho anh em mình. 17 quanh, chiều cao là 19 nha. Đó. Rồi cây này cặp cuối, ba cây cuối cùng luôn nha anh em. X9 nha, cuối cùng của clip này em cũng giao lưu với anh em mình đồng giá 500 ngàn luôn anh em ơi. Đó, bán xả vốn để nhập hàng mới về giao lưu với anh em. Đó, anh em nào thích ghép thì cứ liên hệ trực tiếp số lượng nha anh em. Rồi đầu năm em cũng xin chúc anh em mình sức khỏe ha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Em cũng xin chào.